Vâng, xin kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Văn Thịnh. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị và các bạn về một cái chủ đề là những sai lầm mà những người đầu tư bất động sản đầu tiên lần đầu thì hay mắc phải những sai lầm này. Hầu hết như là 90% những người là mua đất lần đầu đều gặp phải những sai lầm như vậy. Đó. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn những sai lầm đó. Okay. Thì những sai lầm trong mua bán nhà đất lần đầu là khó tránh khỏi đó. Thì tuy nhiên nếu mà tìm hiểu kỹ thông tin thì anh chị và bạn cũng có thể là hạn chế được đáng kể các sai lầm. Ok, thì nếu anh chị và bạn xem video mà thấy hay thì đừng quên để lại cho tôi xin một đăng ký kênh nha. Ok. Sai lầm thứ nhất mà người mua bán nhà đất gặp phải là không tính toán kỹ khả năng tài chính của mình đó. Khi mà xác định khả năng tài chính thì sẽ giúp anh chị và các bạn tính toán được các yếu tố về liên quan như là mảnh đất mà định mua, số tiền vay và các chi phí khác liên quan để mua được một cái mảnh đất ưng ý. Thì khi mà mua dự án đất nền thì số tiền bỏ ra chắc chắn không ít và nguồn tiền cũng có thể là từ các khoản vay mượn đó. Thế nhưng nếu mà anh chị và các bạn tính toán không hợp lý nên rất là nhiều người lâm vào cảnh tình trạng là lái mẹ để lái con đó, nợ nần thì chồng chất là không đủ sức để thanh toán, để chi trả nổi. Thì anh chị và bạn cũng phải lưu ý là chúng ta phải nên tính toán thật kỹ trước khi mà bỏ ra một số tiền để mua đất. Nhất là đối với những anh chị và các bạn lần đầu tiên mà mua đất, chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Anh chị và các bạn phải tính toán thật kỹ để trang bị cho mình một cái số tiền mà nhất định trước. Cái sai lầm thứ hai là anh chị và các bạn không xem xét kỹ cái cơ sở xung quanh đó. Thì sai lầm này thường xảy ra đối với những ai mà lần đầu mua đất nói riêng cũng như là bất động sản nói chung đó. Thì là cái sự mà thiếu hiểu biết về kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà bất động sản của mình. Thì anh chị và bạn cũng cần phải là tránh ngay cái sai lầm này để tránh ảnh hưởng đến cái việc mà sinh sống lâu dài về sau này đó. Khi mà anh chị và bạn có ý định mà mua đất để xây nhà thì anh chị và bạn cũng nên là tìm hiểu các cơ sở xung quanh của mình, những quy hoạch chung trong khu vực, an ninh trật tự, điện nước, chợ búa, trường học, bệnh viện đó. Thì ngoài ra thì anh chị và bạn có thể là xem xét những cái điều kiện mà thời tiết trong các buổi sáng, chiều, tối thì khả năng thoát nước như thế nào, rồi hấp thụ nhiệt ra sao, rồi có bốc mùi trong cái thời tiết nắng nóng hay không đó. Thì tất cả những yếu tố này thì đều rất là quan trọng vì là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sinh hoạt trong cuộc sống của anh chị đó. Thì do vậy mà anh chị và bạn muốn biết được những điều như trên thì anh chị và bạn phải đi tìm hiểu thật kỹ vào, phải bỏ ra một cái khoảng thời gian nhất định, có thể là 5-10 ngày hoặc là nửa tháng, một tháng được đó, để chắc ăn đó. Thì anh chị phải đi tìm tham quan, phải trò chuyện với những người dân ở xung quanh đó đó. Cái sai lầm thứ ba mà các anh chị và các bạn gặp phải là về thiếu kiến thức hoặc là các hồ sơ pháp lý đó. Thì một số giấy tờ mà anh chị và các bạn cần phải kiểm tra như là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi công văn giao đất của Ủy ban Nhân dân thành phố, tỉnh, sở tại đó, giấy phép về đầu tư dự án, giấy phép xây dựng, thẩm định thiết kế về cơ sở, chiều cao, rồi mật độ, rồi quyết định cho phép triển khai dự án của Ủy ban Nhân dân thành phố, tỉnh, vân vân đó. Thì anh chị và các bạn có thể là kiểm tra các giấy tờ của bất động sản để tránh phải trường hợp mà đất bị thu hồi hay là gặp phải những cái vướng mắc về pháp lý khác đó. Còn sai lầm thứ tư là anh chị và các bạn là không tìm hiểu kỹ về cái chủ đầu tư. Thì đây là cái sai lầm mà thường xuyên xảy ra đối với khách hàng nhất, thì tôi nhìn nhận là như vậy. Nó nhiều khách hàng thì thấy là cái giá đất nền rẻ đó, thấp hơn nhiều nên là cứ lao đầu vào để đầu tư và đôi khi phải gặp phải chúng dự án mà đang chết hoặc là không khả thi đó. Thì nghe lời dụ dỗ của các môi giới bất động sản khác, nghe lời dụ dỗ của các anh em bạn bè người thân, nghe lời dụ dỗ của người xấu, những kẻ mà không có thông tin chứng thực về cái dự án đó thì lôi kéo và anh chị khiến anh chị đầu tư một cách sai lầm đó. Sai lầm thứ năm là anh chị và các bạn phải không được mua đất mà chung sổ đó. Anh chị và các bạn phải tránh mua cái đất nền chung sổ. Thì nếu như anh chị và các bạn mua đất mà sử dụng có sổ chung thì sau này rất là gặp các vấn đề về tranh chấp xảy ra đó, có thể là vậy. Thì anh chị và các bạn có thể gặp khá nhiều là rắc rối, chẳng hạn đối với những là vấn đề như là tách sổ không được do là không đủ diện tích chia nhỏ theo luật quy định này đó. Thì có người phải chịu thỏa thuận, có người thì không, và đặc biệt là nếu như là mua đất sổ chung
anh chị và các bạn có thể là không xác định được cái vị trí đất của mình. Sai lầm thứ 6 là anh chị và các bạn là không xem xét tiến độ thanh toán tiền. Thì đối với những mà nền đất giá rẻ hoặc là mua dạng mà trả góp thì anh chị và các bạn là sẽ phải trải qua rất là nhiều công đoạn phức tạp. Do đó thì rất là cần nhờ tư vấn của luật sư hoặc là người mà môi giới bất động sản có kinh nghiệm. Đó. Thì trong mà lần đầu mua bán thì đặc biệt là khi mà đặt bút mà ký hợp đồng thì anh chị và các bạn phải xem xét thật kỹ lưỡng các văn bản, giấy tờ liên quan, hồ sơ về pháp lý của dự án như thế nào. Đó. Quan trọng là cái dự án đó có được là gọi là đất sạch hay không. Bởi cái vấn đề mà giải phóng mặt bằng thì rất là gian nan. Còn cái sai lầm cuối cùng cũng như là cái sai lầm thứ 8 đó là các loại mà phí không được quy định rõ ràng và minh bạch. Đó. Thì khi mà ở chung cư, các hộ gia đình phải đóng các loại phí như là theo tháng, như là phí dịch vụ này, phí gửi xe, rồi điện, nước, vân vân. Đó. Các loại phí này thì tuy không chiếm số tiền là quá nhiều, nhưng mà anh chị và các bạn cũng phải cần chú ý, bởi vì chị và các bạn phải đóng một cái số tiền mà trên trời mà không hề ai mà hay biết. Đó. Đó, mình cứ đóng vậy thôi mà mình không biết là đóng cho ai và ai sẽ nhận số tiền đó. Đó. Thì những dự án mà không cái được mà quy hoạch rõ ràng, quy định rõ ràng á, thì tốt nhất là anh chị và các bạn nên là đừng có mua nó. Đó. Để tìm hiểu sang dự án khác mà tốt hơn. Ok, thì phần chia sẻ của tôi ngày hôm nay cũng đã kết thúc tại đây. Thì anh chị và các bạn nếu mà xem video của tôi mà thấy cảm thấy hữu ích và anh chị và các bạn học được thêm một điều nào đó, thì anh chị và các bạn hãy cho tôi xin một like của video này. Anh chị và các bạn có thể chia sẻ video này lên các trang mạng xã hội của anh chị để cho nhiều người được biết hơn nữa. Đó. Anh chị và các bạn hãy giúp tôi bấm vào nút đăng ký kênh ở bên dưới màn hình và ấn vào nút chuông thông báo ở bên cạnh để lần sau tôi phát sóng video thì anh chị và các bạn sẽ là người nhận được những video sớm nhất, tin về bất động sản sớm nhất. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi ngày hôm nay.